Kính ca này, đánh xem này, xem này, đường trước có cái cọc kìa. Ngoánh này, quay. Rồi, trả lái. Tôi bị cháu hỏng người nhá. Tôi có ra sợ hỏng người. Thế Bắc Giang chào anh em đấy. Mọi người hôm nay là ba anh em tôi là đứng ở một bãi đất trống đây mọi người nhá. Thì là mọi người biết đấy, thì là coi là chuẩn bị là mua ô tô mọi người ạ. Thì hôm nay là tôi mới, đây là xe của Tiến. Thì hôm nay là tôi mới Tiến thì là sẽ là dạy còi là lái ô tô. Đấy mọi người ạ, sắp tới là nó sẽ mua là Mercedes gì đấy thì phải không? Chọn à, 350 đấy mọi người ạ. Thì sắp tới còi sẽ mua xe nên là hôm nay là sẽ phải là học lái xe đầu tiên. Bây giờ là tôi mẹ Tiến mẹ còi sẽ lên xe để Tiến dạy còi lái xe mọi người nhé. Bây giờ mọi người đi theo tôi xe đó. Tiến bạn đầu tiên là lên vô lăng đi. Bạn em à? Ừ lên đi trong Tiến sang bên kia Tiến chỉ. Đấy mọi người, đây này xe này. Tiến sang bên kia Tiến chỉ nhé mọi người nhé. Đấy. Ok, vừa không? Đâu mày thử đi nào. Ướm ướm nào. Cho này lùi lại tí không? Cô cần không? Hay lên một tí nào. Cái nào? Hả Tiến? Cái ghế này. Tiến lên à? Tiến lên à? Kinh rồi. Thế phải xì thêm à? Cái này là hôm nào mà... Hả? Thế em hai bên gạch đây, đặt lên. Hôm nào mà ấy ta xì hết đây kia, phải không? Hôm nào mình lấy về mình sẽ độ nó cao tầm này. Ờ, bây giờ bạn giới thiệu nó đi bạn. Đầu tiên là học lái xe là phải cần cái gì đầu tiên? Cần bật. Nhưng mà con đấy là còi mua bản số tự động hay là số sàn? Em số tự động đi. Số tự động à? Số sàn chết. Thế nếu mà số tự động thì con này là số sàn. Nhưng mà về lái thì chắc là nó giống nhau thôi. Đấy. Vâng. Vấn đề là đây là cái vô lăng này. Chắc biết rồi đúng không? Ok. Đấy nhưng mà bật nóng quá. Đạp hộ cái đấy cái. Đạp cái gì đây? Đạp một cái côn đấy. Ở bên ngoài cùng ấy. Đây côn đấy. Mạnh nào. Đó, kính chưa? Kích chưa? Đạp đi. Được rồi. Rồi. Rồi, kích rồi, kích rồi. Đạp khó quá anh em ạ. Được chưa? Sao còn tiếp gì nữa? Rồi, thế là số tự động là số sàn thì nó phải tương đương nhau thôi. Bây giờ là tôi sẽ dạy bạn là lái số sàn. Đấy, bạn lái được số sàn thì là bạn lại chơi ngon số tự động. Rồi, ok. Được chưa? Đấy, tôi giới thiệu với bạn như có ba cái đạp này. Đấy, cái ngoài cùng bên tay trái là côn. Rồi. Đấy, ở giữa là phanh. Rồi. Chưa? Ngoài cùng kia là ga. Rồi. Đấy các bạn chưa? Thì bắt đầu khởi động lên xe là thì trước khi lên xe là bạn phải thắt dây an toàn. Đấy. Thắt dây an toàn đi. Dây an toàn rồi. Đấy bạn. Dây an toàn đây. Cắm nó vào. Ấy à. Cắn. Rồi. Bạn lúc này đề đổ máy là bạn biết rồi đúng không? Rồi, đây ấn vào đây đúng không? Ờ, đây là start top thì bạn đạp kịch hành trình của côn, bạn đề đổ máy. Rồi. Đấy giờ cái đề đổ máy xong nhá. Thì một chân của bạn đạp vào phanh. Phanh đạp ngoài này đúng không? Phanh đạp ngoài giữa đúng không? Đạp vào phanh này, xong bạn một chân là phanh, một chân bên trái là đạp kịch côn. Rồi. Đấy, đạp hết hành trình côn các bạn vào số 1. Rồi. Đây là hộp số của nó nhá. Rồi. Đúng không? Thì sang đây để lên là 1 này. Để thẳng lên là 3 này, 5 này, 2 đây nó theo như này luôn. Rồi. Ok bạn chưa? Hiểu. Rồi, bạn vào số 1. Bạn nhả từ từ hành trình côn ra. Rồi. Đấy, phanh cũng nhả từ từ ra. À thôi mẹ tôi quên mất. Tôi quên mất là chưa dạy bạn là hạ phanh tay đúng không? Ừ. Hạ phanh tay là bạn hơi kéo lên hơi kéo lên một chút và bấm đấy các bạn hạ xuống hạ không hạ xong hạ lại hạ xuống hạ rồi đấy đá phanh đấy là đó nó đi luôn này. À, đi luôn này thôi từ từ đừng đi vội đừng đi vội rồi đấy. Rồi giới thiệu tiếp đi. Giới thiệu cứ thế là đi thôi à? Cứ thế là đi thôi. Ờ. Thì dễ thế rồi à? Dễ thôi. Ôi. Cứ là cua lái như nào? Thế thì anh em chuẩn bị gì đấy chưa? Để em thử luôn nè. Thế bây giờ này, bây giờ đánh vô lăng sang bên phải là bánh xe sang bên phải đúng không? Đánh sang bên trái là bên phải là bạn đi sang bên trái. À. À cứ nhầm. Đánh bên phải là đi bên phải. Đánh bên trái là bên trái. Rồi. Hiểu. Rồi bây giờ đấy là số sàn thôi, nếu mà số tự động là cứ nhấn ga là đi thôi. Ừ. Không phải làm cái gì cả, cứ lên xe nhấn ga là đi thôi.
hay là bảo còi mua cái con Tesla ấy. Tesla là con gì? Con xe điện nhưng mà nó hệ thống lái tự động ấy, nó hay lái tự động ấy. Năm mấy nghìn đô mà. À thế à? Ừ. Thế thằng này nó đang tính mua loại xe tự động mà. Đấy, cứ ngồi vâng, ngồi. Thì em mua tự động mà anh. Đấy. Cứ ngồi là đi à? Nó tự lái thôi. À, thế thì mình cứ ngồi đây đúng không? Cứ ngồi thôi. Thế thì đơn giản. Quan trọng là điểm đến à? Quan trọng là không phải quan trọng điểm đến mà nói chung là tự động là mình là sẽ là lúc coi như nó sẽ an toàn hơn tí. À. Căn bản là quang pin tôi thì cũng không phải là thầy nên là hầu như là nói dạy nó khó đúng không? Khó bây giờ cứ phải là thực hành thôi. Bây giờ cứ đúng thực không? Hành cho nó đấy, đi. Thực hành nó đi bây giờ thôi. Bắt đầu lái đi. Rồi. Ai à? Ấy, cua chưa? Ấy, cua rồi. Bằng cấp chưa? À kia nhỉ. Rồi nhưng mà nó hết dốc rồi sao? Đây. Bây giờ là vào số 1 rồi đi thẳng thôi. Cứ thế là đi đúng không? Kịch ca. Đấy, được chưa? Nhấn kịch ca chưa? Rồi. Đấy, đi. Thẳng. Ôi thẳng mà. Thẳng đúng không? Đây rồi. Đấy, đi thẳng đi. Ô! Từ. Phanh. Này phanh đúng không? Ừ, đúng rồi. Này học tốt ghê nhỉ. Cái này nó ở đâu vậy? Cái này á? Cái này là cái sinh nhan thôi được rồi. Rồi, đi. Cố ra đi. Kính ra đi. Đánh sau này, đứng trước cái cối cọc kìa. Ngoánh lên, quay. Ôi, trả lái. Ôi, lái tốt ghê nhở. Đơn giản mà. Này, cấp bằng luôn. Ôi, thẳng đi. Sang quán hát nhá. Thẳng đi, ui, hát luôn, sang quán hát luôn. Ui, vùng này lái tốt thế nhở. Rồi. Mày tăng đẩy mạnh lên. Đẩy lâu ấy. Qua đây. Đẩy mạnh lên. Đẩy mạnh lên. Đẩy mạnh lên. Đẩy mạnh lên. Thế là chỉ là anh em tôi đẩy đi, nó oai xứa rồi, lái thì lấy giờ. Đó, ok. Nhưng mà xong mà có thuê lái xe thì thuê Tiến nhé. Thế em thuê nguyên cả một đội đẩy xe nữa. Thế bạn, bây giờ anh em mình sẽ dừng video đây và hẹn mọi người video xem nhé. Rồi, chào tất cả mọi người, bye bye.